công nghệ trí tuệ nhân tạo AI lên ngôi giúp chúng ta chỉnh hình rất nhanh và hiệu quả. Anh chị studio nào chưa có phần mềm trí tuệ nhân tạo cài đặt vào Photoshop thì liên hệ Đức Linh sẽ cài đặt và tặng action xóa mụn làm mịn da. Mời anh chị xem xóa mụn bằng phần mềm AI rất nhanh và hiệu quả chỉ bằng một cái lít chuột. Xem kết quả trước và sau khi chạy phần mềm. Tiếp theo sẽ làm mịn da bằng phần mềm AI, chỉ cần lít chuột và nhận kết quả. Chúng ta có thể điều chỉnh mịn da nhiều hay ít ở đây. Và đây là kết quả trước và sau khi sử dụng phần mềm AI. Anh chị studio nào cần cài đặt liên hệ Đức Linh 0972003323. Với giá chỉ 300 cành sẽ sở hữu phần mềm trí tuệ nhân tạo AI vào Photoshop.